Đây là 400 phần ăn nha, đã chuẩn bị xong hoàn tất. Giờ mình chỉ đợi xe lại là mình bắt đầu đi phát cho bà con mình tại điểm cách ly. Nếu cứ chỉ số biển à ha, chùm luôn buôn rồi chùm nét, để bàn việc chấm, xâm ra chia xa bố. Lưu dân công phục tài rộng chạm nơi lãng, một đồng bay dân đặc trình chuôn lãng lãng. Thấy dọc tàu chuôn đã bom ồn, bà lạc hò để công phục thua chập tài lưu sạc nô con ông. Đồng bọn cung phước hưng, sọc tài bộ khét và vĩnh nô con dường.